Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhá. Bây giờ đang là chiều tối ngày 16 tháng 4 năm 2019, thì cơ sở chúng em lại có cái đợt lan mới về. Em có ghi hình để rồi em ghi hình để chia sẻ với các bạn ngày hôm nay luôn. Đấy, cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Số điện thoại liên lạc trực tiếp với cơ sở chúng em để đặt hàng là số 0984754102 nhé các bạn. Đó. Và thêm một số phụ nữa là số 0967615815 nhé các bạn. Hình thức bán hàng của em thì em sẽ nhận đơn hàng trực tiếp từ các bạn, gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em. Rồi chúng em sẽ gửi hàng đi trong ngày hoặc ngày hôm sau. Đấy, cho các bạn. Thì các bạn ở trong các tỉnh miền trong sẽ nhận được lan trong vòng khoảng chừng 3 ngày. Còn các tỉnh miền Bắc thì nhận hàng trong vòng 1-2. Còn ở những cái huyện mà xa trung tâm một chút đó thì thời gian nó có khả năng là từ 4 hoặc 5 ngày nhé các bạn nhé. Đấy, thì em bán hàng là ship hàng đi toàn quốc cho các bạn luôn. Thanh toán tiền hàng COD đấy ạ, ship code COD đó. Là sẽ có nhân viên thu tiền hàng và tiền cước trực tiếp với bạn và giao hàng tận tay cho các bạn luôn ạ. Đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan mà ngày chiều tối hôm nay em có để chia sẻ với mọi người luôn. Và giá em báo chi tiết ở đây là chưa bao gồm có phí vận chuyển đâu nhé mọi người nhé. Đó. Đấy, hôm nay thì nói chung là cũng không còn nhiều hàng mẫy rồi nhé các bạn. Thì như ở đây là lan đơn cam này các bạn. Lan đơn cam phân loại ra hai loại nhé các bạn nhé. Loại cây như này là nó to dài trên 10 cm trở lên nhé các bạn. Cây to dài trên 10 cm trở lên nhé. Thì cây hiện giờ đang nở hoa và đang lên những mầm gốc như này đây các bạn. Đây những cái mầm gốc ban đầu lên này. Đó. Thì có giá là 1.300.000 một kg. Và còn ở đây là loại cây nhỏ hơn, có giá là 1.000.000 một kg, là cây nó sẽ ngắn độ dưới 10 cm nhé các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo đây thì em có lan đuôi chồn hoa trắng của Thái này. Đuôi chồn hoa trắng của Thái thì hiện giờ em còn có chắc còn độ đây là 4 cây. 8 còn 9 cây, đúng 9 cây thôi. Mỗi cây là 200.000 một cây rồi các bạn. Đấy, còn đúng 9 cây, mỗi cây là 200.000 một cây. Và lúc chiều thì cũng có khách đặt đi khoảng 4 cây thì chắc thì còn độ 5 cây nữa thôi để gửi cho chia sẻ được cho các bạn đây. Là 200.000 một cây nhá. Em nói rõ về cái chồn này là chồn em lấy hàng là các mối lấy hàng từ Thái Lan nhé. Nó là chồn hoa trắng. Như hoa bình thường thì nó sẽ là trắng tím trắng chấm hồng nhá các bạn nhé. Nhưng mà cái này là hàng rừng đột biến, là bông màu trắng tinh luôn. Là họ lấy với họ cấy mô rồi nhân giống là được hàng loạt rồi họ trồng ở vườn. Và nói chung là bảo là hàng loạt nhưng với cái số lượng nó không được nhiều đâu các bạn ạ. Chỉ là các họ trồng ra được cái số lượng nó như vậy là họ cũng đã trồng ở trong vườn được 3 năm rồi. Thì giờ mới xuất ra thành phẩm để chia sẻ cho mọi người chúng ta cùng chơi với cái mức giá là 200.000 một cây thôi. Đấy, nó là dòng lan đột biến nhé các bạn. Đấy, 200.000 một cây. Còn đây là cái giáng hương, cũng là dòng hoa đột biến này, giáng hương tam bảo sắc nhé. Giáng hương tam bảo sắc, bình thường giáng hương tam bảo sắc là có 3 màu, gồm có màu vàng, màu tím và màu trắng đúng không các bạn. Nhưng mà cái này bây giờ nó chỉ còn một cái màu là trắng ngà thôi. Đấy, là do nó đột biến ở rừng về, là họ cũng lấy giống ở rừng về, là họ bắt đầu có công nghệ nuôi cấy mô, là họ trồng ở vườn cũng 3 năm tuổi nhá. Cây này là cây 3 năm tuổi này, giờ họ xuất ra vườn này. Cái này thì có giá đắt hơn cái chồn trắng một chút, nó là 300.000 một cây nhé các bạn nhé. Đấy, một cây nó sẽ được trồng vào một chậu như này nhé. Giáng hương tam bảo sắc ạ. Giáng hương tam bảo sắc thì hoa rất là thơm luôn các bạn. Đấy, ở trong mỗi một chậu này là một cây, có giá là 300.000 một chậu nhé các bạn nhé. Và còn đây là đai châu Thái này. Đai châu Thái này là họ em có loại ghép bảng và loại ở trong chậu đây. Đấy, loại trong chậu với loại ghép bảng đều giá như nhau nhé các bạn nhé. Giá đều là 200.000 một cây nhé. Đó, 200.000 một cây ạ. Đấy, mỗi một cây được ghép ở bảng này. Các bạn đặt hàng thì lấy ở bảng thì dặn chỗ chúng em bảo là đặt lấy một bảng 200.000 hoặc là lấy một chậu 200.000. Đấy, mỗi một chậu là một cây thôi các bạn. Đó. Đấy. Và ở đây là lan ý ngọc này. Lan ý ngọc thì nay chỉ còn độ 5-7 cân thôi các bạn.
Đấy, đây là mặt bông lan ý ngọc đây. Đây là một khóm hoa lan ý ngọc mà đang đang nở đây. Họng tím cánh hồng nha các bạn nhá. Đấy. Còn nó sẽ có hai kiểu mặt bông. Có mặt bông là cánh trắng tinh và họng tím nhá. Còn cái này thì như như khóm này đây thì nó lại một mặt bông khác này, là nó cánh có một chút hồng và họng tím nhá các bạn. Đấy, cánh một chút hồng và họng tím. Cây thì bắt đầu đi vào nở hoa nhá các bạn nhá. Còn những cái nụ đây, đa chỉ có một khóm ở đây là nó đang nở hoa thôi, còn ở đây thì chủ yếu toàn là cây đang nụ như này thôi các bạn, nụ chi chít luôn này. Đấy, có những cây là nụ nó mới ra này, thân nhỏ hơn nó cũng mới ra nụ này. Đấy, còn đang nụ, đây là như như phần này là nụ đang còn nhỏ này. 300.000 một cân ý ngọc nhé các bạn nhé. Nó sẽ gồm có cả cây to và cây nhỏ. Đấy, nhớ các bạn, hàng rừng thì nó có cả to cả nhỏ nhé. Và còn đây là lan báo hỷ đây. Báo hỷ này thì được thân dài đẹp phết. Báo hỷ này em vẫn bán giá là 150.000 1 kg thôi các bạn. Lan báo hỷ đấy, thân dài lắm. Đấy, còn đây là lan đuôi cáo nhé các bạn. Lan đuôi cáo đấy ạ. Lan đuôi cáo thì em có hai loại đuôi cáo thôi. Loại cây to đều, tầm khoảng 5 hoặc 6 cây 1 kg á. Thì có giá là 300.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, 300.000 1 kg là loại hàng mà nó sẽ tầm khoảng 5 hoặc 6 cây 1 kg đấy ạ. Đấy, là nó đây đây. Đấy, 5 đến 6 cây 1 kg nhé các bạn nhé. Thì cây to đều luôn. Tình trạng cáo bây giờ là đang ra nụ rất là dài rồi các bạn. Đấy, tất cả những cây như thế này thì đều đang cho nụ được rồi. Có những cây nào mà chưa có nụ thì sắp tới nó sẽ ra nụ nhé các bạn nhé. Đấy, nụ đang ở trong kẽ lá kìa. Đó. Đó. Có những như cây này đây nó còn chưa ra nụ này thì sắp tới nó ra ra nụ sau nhé các bạn. Như cây này đây nụ nó cũng chỉ mới nhú một tí này. Đó, mới nhú một tí ở trong bẹ lá kìa, hơi bong bóng á. Đó, hơi bong bóng đấy. Ở dưới. Đây đây. Đó, ở dưới ngón tay cái của em nhé. Đấy. Và đây, nụ này cũng tương đối là dài rồi này. Đấy. 300.000 một cân, loại cáo to này. Và còn đây là cáo cái hàng dề hơn này. Hàng dề thì tất nhiên được cái hàng dề thì nó sẽ nở đều nhau. Thì các bạn thích hàng dề thì em cân hàng dề cho. Thì cái giá hàng dề này thì có giá là 400.000 một cân nhé các bạn nhé. Thì các bạn bảo là cứ bảo là lấy một dề hoặc là hai dề gì đấy, chúng em cân cho, tính giá là 400.000 một cân nhé. Đấy. Dề một cân là chắc là không có đâu, chắc chỉ có dề mấy lạng thôi, không có dề đến một cân đâu nhé các bạn nhé. Và còn trên này đây là lan cẩm báo này. Lan cẩm báo có giá là 300.000 một cân này. Đấy, lan cẩm báo này lấy rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Em cũng không biết là rừng Sơn La hay Lai Châu nữa, nhưng mà các đầu mối ở bên đấy là họ nói là nhập hàng Tây Bắc rồi giao lên giao xỉ lên cho em, là em chúng chia sẻ cho mọi người với cái giá là 300.000 1 kg đấy. Đấy, còn đây là lan vải rồng rừng Lào là có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn nhé. 150.000 1 kg lan vải rồng rừng Lào nhé. Đấy, em xin được quay rõ hơn về cái lan đuôi cáo này. Những cái lá này nó mà nát quá thì chúng em sẽ cắt bỏ ra này. Đấy, gửi đi cho các bạn chỉ lá xanh tươi thôi. Đó. Đấy, cây thì bây giờ đang nụ, như cây là hai nụ luôn này. Có những cây nào nụ dài quá thì nó không gãy. Nói chung là những cái nụ này á, chúng ta chỉ cần để một vài bông để chúng ta xem hoa thôi, chứ để mà xem hoa cả cây cây nó sẽ bị yếu nhá các bạn nhé. Cây nó sẽ phát triển chậm nhá. Và còn tiếp theo đây là lan hạc vĩ bắc. Hoàng thảo hạc vĩ bắc thì hay còn gọi là phi điệp hồng đấy ạ. Có giá là 280.000 một cân nhé các bạn nhé. 280.000 một cân ạ. Và còn đây là lan hương vani. Hương vani cho mùi hoa rất là thơm mà cũng có tính chất dược liệu bên Trung Quốc họ thu mua, nhưng mà em cũng không rõ là họ thu mua về lại làm mục đích là ở cái dược liệu của họ là chứa bệnh gì em không biết. Nhưng mà theo em thấy là nhiều dòng thân thảo thì bên đấy là họ lấy về làm thuốc bổ. Đấy, chỉ là thuốc bổ. Đấy. Có giá là 300.000 một cân nhé, lan hương vani nhá. Và còn đây là lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì cũng là của rừng Tây Bắc nhé. Bây giờ vẫn còn đang hoa như này đây. Hoa rất thơm ạ, bông này chưa nở này. Đấy, hoa thơm như quả cam ấy các bạn. Đó. Cái nhất điểm hoàng có giá là 120.000 một cân rồi các bạn. Và còn đây một mặt hàng này nữa cũng có giá là 120.000 một cân. Đó là kim điệp xuân đấy ạ. Kim điệp xuân thì bây giờ đang lên mầm gốc nhé các bạn nhé. Đang lên mầm gốc chi chít luôn ạ. Lô hàng này cũng tương đối là khá là đều đẹp. Đó. Và còn đây là ngọc thạch ba màu rừng Lào. Nói chung là về ngọc thạch rừng Lào nên nó sẽ cho chuẩn đúng ba màu rừng, ba màu luôn. Còn cái ngọc thạch Bắc thì nó sẽ có cả ngọc thạch hai màu và ngọc thạch ba màu. Đấy, cái ngọc thạch rừng Lào này có giá là 180.000 một cân thôi các bạn. Và còn ở trên này đây thì em có ngọc thạch rừng Bắc đây.
Ngọc thạch rực mắc thì cây nó đang rất là to và thân của nó to hơn ngọc thạch rừng Lào đấy, và nhìn nó cũng mọng nước hơn nhé các bạn nhé. Ngọc thạch Bắc này thì có cả hai màu và cả ba màu nhé các bạn đấy. Thì bây giờ ngọc thạch Bắc vẫn còn đang nứt nụ thôi nhé các bạn nhé, chưa hoa đâu ạ. Ngọc thạch Bắc bây giờ đang nứt nụ đấy, đó là sắp tới chúng ta chơi hoa ở ngọc thạch Bắc này nhá. Đấy, những cái thân này đang nụ đây, nụ trắng trắng này, chít chít luôn đó. Và còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì nay lại bắt đầu lên giá này các bạn ạ, nên là cái giá sơn thủy tiên bây giờ là 220.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, giá sơn thủy tiên là 220.000 1 kg. Hàng này rất đẹp đều luôn ạ. Đấy, thành khóm thành dề luôn. Đấy, chiều nay các bạn đang đóng hàng này. Đấy. Còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc có giá là 170.000 1 kg thôi. Như trước đây nó có giá tới 220.000 cơ. Đấy, rất là cũng khá là đắt hàng. Và về cái hoa hoàng phi hạc cũng rất là thơm và màu sắc của nó cũng khá đa dạng về mặt bông á. Mặt bông của nó có tầm bằng, như em thấy có phải có đến 4 loại mặt bông. Mặt bông xanh hẳn này, trắng hẳn này cũng có đây, hoặc là trắng họng đen này, trắng họng xanh, hoặc là cánh xanh họng đen, rồi là cánh vàng họng đen, hoặc cánh hồng họng đen, rồi cánh hồng họng xanh có. Nói chung là mặt bông của nó rất đa dạng luôn, về cái hoàng phi hạc rất đáng chơi. Như vừa rồi đây em có thấy một cái hội hoa lan ở Sài Gòn á, là có một giỏ hoa lan hoàng phi hạc là đạt giải vàng của hội đấy, là hội lúc đấy là họ tổ chức vào như là tháng giêng, cuối tháng giêng các bạn khoảng đấy, thì một giỏ hoàng phi hạc rất là đẹp luôn, đạt một cái giải vàng. Tất nhiên là cái giải vàng đấy nó sẽ là giải duy nhất trong trong một năm các bạn ạ. Trong một năm chỉ có một giải vàng thôi của một hội đấy. Nói chung là cả hội họ đánh giá đấy, họ chấm điểm chứ không phải là riêng gì gì một một thành viên nào đấy hay là một nhóm nào đấy họ tự chấm điểm. Đấy là một hội hoa lan của thành phố Hồ Chí Minh luôn á. Đấy. Và còn đây là lan hoàng thảo xoắn nhé các bạn. Hoàng thảo xoắn thì cánh hồng họng tím họng đen nhé các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Hoàng thảo xoắn có giá là 300.000 1 kg. Đấy. Không biết hiểu sao mà ở mỗi, chắc có khả năng là do cái dòng này nó hiếm hơn cái hoàng phi hạc. Như cái dòng này thì thực sự là em cũng thấy nó hiếm, ít hàng hơn thật. Đấy, nó có giá là đắt hơn. Mà để mà so sánh hoa hoàng phi hạc, hoa đùi gà với cả hoa hoàng phi hạc và hoàng thảo xoắn á, em thấy ba loại này tất nhiên là loại nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó, nhưng mà thấy cái độ đẹp của nó ngang ngang nhau thôi các bạn. Nhưng mà cái giá của hoàng thảo xoắn là thành đắt nhất các bạn ạ. Cái giá của hoàng thảo xoắn là đắt nhất là 300.000 một cân đó, 300.000 một cân hoàng phi hạc, hoàng thảo xoắn nhé các bạn nhé. Và còn trên này lên là hoàng thảo đùi gà tròn đây. Hoàng thảo đùi gà tròn thì cho bông màu tím rồi đấy, như các bạn biết hoàng thảo đùi gà tròn nó rất là rực rỡ, cho màu tím luôn, hàng đẹp nhá. Cái này là hàng đẹp này, 250.000 1 kg đấy, 250.000 1 kg nhé. Hoàng thảo đùi gà tròn ạ. Lô này, hàng này rất là đẹp luôn. Còn đây là kiều tím miền Trung đây. Kiều tím hay còn gọi kiều hồng đấy ạ. Thì có giá là 350.000 1 kg. Tình trạng cây thì bây giờ đang có nụ nhé các bạn nhé. Đấy, cây bây giờ đang ra nụ rồi này. Đấy, có những cây nụ như này đây. Đó, nụ đấy ạ. Đây là nụ kiều tím đấy ạ. Đấy. Còn như thân này đây thì nụ này như bị hỏng này, bị gãy này, kiểu nụ mà ra dài quá nó rất dễ bị gãy các bạn ạ. Nên là chúng ta nên mua sớm, chứ còn như thân này đây vẫn còn đang sưng thôi các bạn. Vẫn còn đang sưng mắt ngủ thôi, đây này. Đấy, như thân này chỉ mới hơi sưng này. Đó. Kiểu tím này thì có giá là 350.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đó. Đấy, như thân này già già đây mà vẫn có một mắt sưng ở đây đây. Đó. Đấy, ngọc thạch, đây là ngọc thạch Bắc này. Và tiếp theo đây là lan kim điệp nhựa nhá. Kim điệp nhựa hay còn gọi kim điệp thơm đấy ạ. Cái này thì hàng giống thôi, giá là 180.000 1 kg nhé các bạn. Đấy. Hàng thì bây giờ đang xuống xuống lá khá là mạnh rồi nên là rất là dôi cân. Nói chung những cái la vàng này trước khi gửi hàng đi thì chúng em sẽ vặt lá. Đấy, có cả những khóm nó sẽ không còn lá nhá. Nhưng mà sắp tới nó sẽ lên lên những mầm cây con để sang năm chúng ta chơi hoa nhé các bạn nhé. Đó. Đấy. Có giá là 180.000 1 kg nhé.
Và còn đây là lan sóc tím rừng Lào đấy ạ. Cũng có giá là 180.000 1 kg đây. Lan sóc tím đấy ạ. Lan sóc tím thì bây giờ cũng đang vào mùa nụ, nhưng mà những cái nụ này có những nụ là nó cũng bị dập, bị gãy. Như đây một nụ đây cũng khá là to đây. Nụ nó khá là dài này. Đấy. 180.000 1 kg. Còn đây là lan chồn trắng rừng Lào nhé. Chồn trắng rừng Lào bây giờ cũng đang ra nụ dài cỡ này rồi này các bạn này. Đó. Chồn trắng rừng Lào đấy ạ. Chồn trắng rừng Lào thì có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đây là những cái nụ đây. Đó. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân thì cực kỳ là dễ trồng. Dễ trồng ở khắp mọi miền Tổ quốc chúng ta, và cái giá của nó cũng rất là giữ được giá là 280.000, từ đầu Tết đến giờ là vẫn giữ ở mức giá đấy là 280.000 1 kg đấy ạ. Đó. Vào thời điểm bây giờ thì hàng cũng rất là khan hiếm rồi các bạn ạ. Đấy. Hàng bây giờ cũng rất là khan hiếm luôn. Và còn đây là lan đuôi chuột. Lan đuôi chuột có giá là 150.000 1 kg này, đó. Và còn đây là kiều vàng. Kiều vàng là hàng tuyển nhé các bạn nhớ. Kiều vàng là hàng tuyển này, chứ không phải là như kiều vàng mà loại giá 100 mấy đâu. Kiều vàng mà loại giá 100 mấy chục nghìn đấy á, thì cây nó thân bé nhỏ lắm. Và cái này thì thân toàn là thân có lá, với cả thân to mập mạp lắm các bạn. Và cây bây giờ đang nụ rất là đều luôn. Đấy. Đang nụ chít chít luôn này. Đó. Nụ rất là nhiều ạ. Khóm nào cũng có nụ nhá các bạn nhá. Đấy. Như khóm này đây đây. Thân đang nụ này. Còn đây là thân tơ để sang năm cho nụ này. Đây một thân có nụ nữa này. Đó. Đấy. Rất là nhiều nụ luôn. Mỗi khóm từ 1, 2, 3 nụ có. Như thân này đây. Đấy. Kiều vàng này. Thân già này. Buồn buồn thì nó lại nở đây này. Đây này. Nở tận gần gốc luôn. Nở tận giữa thân luôn, mắt cứ co mắt ngủ là nó nở đây. Như mắt này còn chưa 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 nảy mắt này, mắt này đang sưng sưng thôi, chưa ra nụ này. Đấy, lan kiều vàng này nói chung là em cũng nói thẳng luôn, nó là hàng tuyển đẹp và có cái giá của nó cũng rất là đắt nhá các bạn nhá, đắt hơn những cái kiều vàng bình thường như trước đây. Nó cũng đều là hàng rừng cả nhá, nhưng mà là hàng này là hàng tuyển đẹp. Thì cái lô này thì em có các mối nó chia sẻ cho, thì cái em nhập về là chia sẻ lại cho các bạn là với cái giá là 250.000 1 kg nhé. Hàng thì bao đẹp cho các mọi người, không có thân gãy ngọn luôn. Đấy, bao cho mọi người là thế nhá. Đấy. Có gãy thì nó cũng chỉ là gãy ngọn như này nhá các bạn nhá. Đây là những ngọn già này. Đấy. Hàng này. Bây giờ em bới chỗ nào cũng có nụ luôn. Đấy. Đây là thân tơ này, thân tơ này sang năm mới cho nụ này. Còn thân này là thân già mà năm ngoái nó cho một nụ này, năm nay lại cho thêm một nụ nữa, sang năm lại tiếp tục nó nở đây, đây nó lại nở đây tiếp nữa. Đấy, nó phải nở đến 3 đến 4 năm nó mới hết hoa các bạn. Đấy, một thân kiều vàng ấy 250.000 1 kg ạ. Và tiếp theo đây nó là lan kiều vuông. Kiều vuông mỡ gà nhé các bạn nhá, kiều vuông mỡ gà cho bông màu vàng vàng hẳn luôn. Cả chùm hoa là nó sẽ cho màu vàng hết ạ. Đấy. Kiều vuông mỗi gà này thì cũng có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, chuẩn bị là cây cũng chuẩn bị là đâm mắt nụ nhá. Bây nó đang nứt ra rồi này, nẻ ra rồi này. Đó. Đang bắt đầu nẻ nhá. Chuẩn bị là ra nụ nhá, nên là chúng ta nên mua sớm để tránh tình trạng là lúc vận chuyển là gãy hết nụ, là không được xem hoa nhá. Đấy. Về cái kiều vuông này có giá là cũng có giá là 250.000 1 kg thôi. Hàng rất là đẹp và nhiều lá xanh mướt luôn ạ. Đấy. Hàng em bao đẹp cho mọi người. Đó. Và còn đây là hàng giống về cái đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt hàng giống này thì có giá là 150.000 1 kg thôi các bạn, 150.000 1 kg. Cái loại đùi gà dẹt hàng giống này nhá. Bây giờ thì cây đang bắt đầu nứt mật mầm mầm gốc nhá các bạn. Đây. Đây. Đây những mầm gốc đang nứt đây. Trắng toát đây. Đó. Đấy như khóm này thì chưa thấy mầm gốc này. Đấy. Đây như cây này đây lá te tua hết rồi vẫn còn đang lên mầm gốc này, non mơn mởn luôn. Đó, nói chung là em sẽ nhìn nó xấu xấu vậy thôi, nhưng mà lúc đóng hàng đi á thì tất nhiên là những cây nào có khả năng sinh sản được, khả năng đẻ con được thì em mới gửi cho các bạn nhé. Chứ còn những cây nào hết khả năng sinh sản đó thì em sẽ không còn gửi hàng cho các bạn nữa. Đây như cây này đây nở luôn hai mầm gốc này, đấy nảy luôn hai mầm gốc xanh lét này. Đấy, chúng ta nên mua sớm nhá, tránh tình trạng là gãy gãy hết mầm gốc là nó sẽ làm cây nó yếu nhá. Và còn tiếp theo đây thì
em có lan hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc này có giá là 150.000 1 kg thôi các bạn. Hàng giống để cho các bạn sang năm xem hoa, chơi hoa vào tháng 2 nhá. Tháng 2 âm lịch đấy ạ. Thì lô hàng phi hạc này hàng cũng rất là đều đẹp luôn. Đấy. Có rất là nhiều dề to, dề nhỏ rất là ít thôi. Đấy, hàng rất là đẹp đều ạ. 150.000 1 kg thôi nhá, lan hoàng lạp ạ. Đây là lan hoàng lạp nhé các bạn nhé. Và còn đây là lan kiều vuông. Kiều vuông thân ngắn thì nó sẽ cho bông giống với kiều vàng các bạn ạ. Nhưng mà cây của nó nhỏ nhỏ nhưng mà bông của nó cũng tang to ngang như vậy. Nó có một cái vẻ đẹp riêng của cây này. Đấy. Kiều vuông này thì tình trạng nụ thì em vẫn chưa thấy đâu nhỉ. Đấy. Kiều vuông này hình như là hết vừa mới qua mùa hoa rồi các bạn ạ. Đấy. Đúng rồi, kiều vuông này vừa mới qua mùa hoa rồi. Hàng rất đều đẹp nhé các bạn nhé. Đây, em bốc từ dưới lên nó cũng thấy à. Đấy, hàng rất đều luôn. Đấy, em bốc từ dưới lên nó cũng đều đẹp như thế thôi. Đấy. Đây các bạn. Đấy, kể cả lật ở dưới này cũng thế thôi. Hàng rất đều luôn. Nó thành từng khóm từng dề như này á. Đó. Có những thân là nó bị sâu ăn thì nó sẽ sứt sẹo như này thôi. Chứ còn hàng rất là đều đẹp luôn. Đấy, lác đác một vài khóm nhỏ thôi. Đó. Đấy. Đấy, hàng này thì thân ngắn lên trồng lên chậu cho nó đứng ngọn lên rất là đẹp luôn. Đấy, thân vàng óng luôn này. Đấy. 100 cái này là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Lan kiều vuông này. Và còn đây một mặt hàng này nữa là dáng hương tam bảo sắc đây. Hoa cực kỳ là thơm đấy ạ. Dáng hương tam bảo sắc thì bây giờ đang ra những vòi hoa như này các bạn ạ. Đấy, đang rất là nhiều vòi hoa luôn. Đấy, vòi hoa này tua tủa đây nhưng mà những cái nụ này nó rụng bớt rồi các bạn ạ. Đấy, 250.000 một kg. Cực kỳ là thơm luôn, chúng ta trồng một giò ở trong vườn là thơm nức cả vườn luôn á. Đấy. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có để chia sẻ với mọi người. Và mọi người quan tâm những mặt hàng nào thì gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại đấy của chúng em hoặc là nhắn tin trực tiếp. Như các bạn xem vào đêm khuya thì vui lòng nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại cho chúng em nhé. Chứ còn ở trên Zalo thì tin nhắn ở trong Zalo chúng em sẽ không nhận đơn hàng nhé. Chúng em không nhận đơn hàng qua Zalo hoặc là Facebook nhé các bạn nhé. Nên các bạn cứ vui lòng là nhắn tin trực tiếp cho chúng em. Rồi hôm sau chúng em sẽ gọi điện lại các bạn để chốt đơn hàng hoặc nhắn tin cho các bạn. Nếu mà các bạn không nghe máy được thì chúng em sẽ nhắn tin trực tiếp cho các bạn rồi chốt đơn hàng rồi em gửi lan cho các bạn nhé. Thì em Ngọc Bền xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan Trần Quốc và xin chào hẹn gặp lại các clip ngày mai, ngày kia nữa nhá. Em chân thành cảm ơn ạ.